Bỏ tám xa phô đồ miền CNBC bán sai nước ngay thì đập bay khai bẹc ra cho năm bì bọn mà phải mùi này thả. Cảm hôn Google bán xâm rạch bật kênh nhận này YouTube rồi bỏ bật thiên nha thập đầy Americ lúc Donald Trump. Đói mình ai ách bằng họp bán rồi hốt đo bật thiên nha thập đầy thầm mây làng càng ẩm nạch. Cảm hôn Google bán bánh giả thả luôn bán bật kênh nhận này YouTube rồi bỏ lúc Donald Trump. Bật thiên nha thập đầy mình ai bằng họp vầy kết nước nông rồi dạp phêl bàm bì thang ấy. Đói xa lục trăm bàn rùm lốp lưu bọt bạch chia rồi bọc cầm hồn. Cảm ơn bình cầm hồn Google có bàn xâm rạch mân áo y channel đài miên nẹ subscribe chùm nuôn vì chất chất sắp rầm bày liền nẹ mùi ní tờ tùa ca comment áo vầy bàn lời. Cáp á kè nẹ này bần đó hà sọn ní. Miên này tha kè nẹ này rồi bọc bật thiên nè thập ở đây lục Donald Trump. Nâng video đài trâu bàn bọc họ cần lòng mọc cứ lướt lên tại content đài rùm lốp cổ cá. Nâng nâu tài miên nè lưu YouTube đò đài. Còn tại lục trăm mình ai bằng họ hỏi thông mấy tiết bàn lời sớm chìm riêng thả cụm hôn Google cả vì lần nghe ngay tìm đọc vi khai mẹ gà cho năm kỳ quan mà phải muối bàn bằng chạy thả gọi bê trút bình nhật mơ cứ khơi thả miên cả bùi bà rộng giảng khăng ông kỳ lập tập hiệp này cả tục ông bơ hằng xá tớp dương xâm ra chất lúc chanh nơi cả bằng họ mẹ tế cả rư cỏ khẩn thân robot channel chmua Donald J. Trump đòi xa rùm lốp lơ cô ca nia nia robot cụm hôn chỉ cả chạy top nâng cả bùi bà rầm, cầm phong tại bản to trong phố cáp tục ẩm phơ hàng xa ní cầm hôn bàn xâm rách bất cân lành bằng chênh mà tệ rư comment. Rõ bọc cái nạn này đại miền chung một thả Donald J. Trump đôi ở vầy đại dương bàn thlop bàn phơ trong phố cái nạn này xem xem tiết đầm bầy rẻ xa sâu bắt tập hiếp trong phố ca bằng chênh mà tệ dự bỏ này. Xôm chìm riệp thả cầm rõi cáp tục lăng nơi ẩm phơ hàng xa nơi khăn nông vị miền Capitol đại chỉ rõt sắp phía nơi rõt thiên ni Washington xa hà rõt Americ bàn bần đa ឲ្យក្រុមបាតកោចំនួន4នាក់ស្លាប់និងប៉ូលីសម្នាក់ស្លាប់ទើបក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមធំៗរបស់អាមេរិកបានសម្រេចបិទគណនីរបស់ប្រធាននាយកទៅប្តីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមធំៗទាំងនោះរួមមានក្រុមហ៊ុន Facebook, Twitter និងក្រុមហ៊ុន Google.